Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Chu Tiên. Ở tập trước, đám người Ma Giáo đã tấn công vào thành Vân Môn, trong nội bộ tông môn lại có phản nghịch. Thương Tùng đạo nhân trên miệng lúc nào cũng nói nhân nghĩa đạo đức, nhưng cuối cùng lại là kẻ hai mặt, đi theo Ma Giáo, ám sát tông chủ. Điều này khiến bất cứ ai có mặt bên trong Ngọc Thành Điện cũng bất ngờ, nhất là Đạo Huyền Chân Nhân. Ông ta không hiểu lý do vì sao Thương Tùng lại làm việc này. Điểm Bất Dịch cũng lên tiếng chất vấn. Thương Tùng cho biết lão đã sớm điên rồi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Năm đó, Đạo Huyền ở trên Ngọc Thanh Điện này xử chết Phạn Sư Huynh của lão. Kể từ khoảnh khắc đó thì lão đã điên tiết rồi. Lão cho rằng Đạo Huyền không xứng ngồi lên vị trí trưởng môn. Việc đã trải qua 100 năm rồi. Vậy nhưng, Thương Tùng vẫn cố chấp ghi nhớ những ân huệ mà Phạn Sư Huynh đã làm. Tranh luận một hồi thì lão ta cũng rút kiếm tuyên bố nợ máu phải trả bằng máu. Hôm nay, không chỉ muốn giết chết Đạo Huyền báo thù cho Vạn Sư Huynh, mà còn phải để cho ông ta tận mắt thấy thành Vân Môn hủy diệt. Đạo Huyền cũng thách thức, vậy thì để cho lão ta xem, rốt cuộc ông có xứng làm trưởng môn hay không. Thương Tùng thừa nhận lão đúng là không phải đối thủ của Đạo Huyền, nhưng tự có người khác sẽ giải quyết. Vừa dứt lời thì một tên đệ tử hốt hoảng chạy vào thông báo, mà giáo yêu nhân đã tấn công tới đây rồi. Cả đám nghe xong liền hoảng hốt, không ngờ Thương Tùng lại cấu kết với ma giáo. Lão ta cũng thừa nhận điều đó. Trương Tiểu Phàm tức giận cho rằng người đổ sát Thảo Miếu thôi nhất định là lão ta. Đạo Huyền cảm thán chuyện đã tới nước này rồi, ông chỉ có thể theo lời săn dạy của tổ sư mời ra thành phần cổ kiếm. Điểm Bất Dịch lập tức yêu cầu mấy người sư đệ của các ngọn núi thủ vững Ngọc Thành Điện. Phân phó xong liền lao lên đánh nhau với Thương Tùng. Tranh thủ lúc đó, Đạo Huyền lập tức rời đi, những người khác xông ra cản địch. Phía Thiên Âm Tự cũng chủ động trợ giúp, đám người Đại Trúc Phong được phân phó đến hậu sơn bảo vệ trưởng môn. Trong khi đó, trận chiến giữa Điểm Bất Dịch và Thường Tùng vẫn diễn ra kịch liệt. Vừa đánh, Điểm Bất Dịch vừa khuyên ngăn lão ta đừng chấp mê bất ngộ nữa. Nhưng Thường Tùng sau khi nghe xong lại phẫn nộ thêm, còn cho rằng chuyện của lão không đến lượt Điểm Bất Dịch dạy đời. Phổ Hoàng Đại Sư đuổi theo Đạo Huyền để yểm trợ, nhưng giữa đường bắt gặp Thượng Quan Sách đang bị thương. Nhân cơ hội tiếp cận, Thượng Quan Sách lập tức rút kiếm tặng cho Phổ Hoàng một lỗ vào bụng, sau đó đi chặn đường Đạo Huyền. Hắn ta định làm một phát ăn hai mạng người, nhưng mọi thứ lại không dễ dàng như vậy. Xem kỹ năng tên kia tung ra, Đạo Huyền liền nhận ra kẻ này là chủ ẩn của Trường Sinh Đường. Hắn ta liên tục tấn công dồn Đạo Huyền vào thế khó, rất may là Trương Tiểu Phàm và Lâm Kình Vũ kịp thời xuất hiện giải cứu. Tuy nhiên, chủ ẩn cũng đã có chuẩn bị trước, hắn ta gọi ra đám đàn em bao vây ba người lại. Hai con đường trước mặt bọn họ phân biệt thông tới Thánh Điện Thanh Vân Môn là Huyễn Nguyệt Động Phủ và Tư Đường Tổ Sư. Ông mong hai người phải cố gắng thủ vững, không được để cho ma giáo xông lên làm loạn. Sạn dò xong, Đạo Huyền lập tức mang theo thân thể tiếp tục lên núi. Chu ẩn thấy vậy lập tức ra tay tấn công, nhưng bị Trương Tiểu Phàm ngăn cản. Ở bên ngoài sơn môn là trận chiến kịch liệt giữa hai phe chính đạo và ma giáo, ai ai cũng muốn dồn đối thủ xuống địa ngục. Sân may là thủ tọa của các ngọn núi dẫn theo đệ tử tiếp viện kịp thời, hai bên đều đồng loạt lao lên và chủ động tìm cho mình một đối thủ chiến đấu. Trong lúc trận chiến đang khốc liệt thì Quỷ Vương lại chỉ đứng ở phía đằng xa quan sát, không rõ ý định của ông ta là gì. Về phần Điểm Bất Dịch, có vẻ như ông đang chiếm được lợi thế. Suýt chút nữa tiễn Thương Tùng xuống đất mẹ thì bị kẻ nào đó ngăn cản. Trương Tiểu Phàm được cử đi thủ cửa hàng Huyễn Nguyệt, còn Lâm Kình Vũ thì ở lại giao thủ với Chu Ẩn. Lâm Kình Vũ tung ra tuyệt kỹ, liên tục giằng co với đối thủ, nhưng bản thân cậu ta lại không phải là đối trọng của Chu Ẩn, nên nhanh chóng bị đánh sấp mặt. Đúng lúc nguy hiểm thì một lão già xuất hiện say cứu. Lão ta tỏ vẻ rất thưởng thức Lâm Kình Vũ, còn khen ngợi tư chất của hắn, đồng thời hướng dẫn sử dụng Trảm Long kiếm. Dứt lời liền động thủ, chia vài chiêu liền giết chết Chu Ẩn, tiễn gã ta về đất mẹ. Trước khi chết, gã cũng nhận ra lão già này chính là Vạn Kiếm Nhất, người mà Thương Tùng nghĩ là đã chết rồi. Quay lại trận chiến của Điểm Bất Dịch thì ra người xuất thủ giải cứu Thương Tùng lại chính là Quỷ Vương. Quỷ Vương lên tiếng mời chào Điểm Bất Dịch. Nội bộ thành Vân Môn đã suy sụp, ông cần gì phải khổ sở trèo trống, chỉ bằng sớm đầu hàng. Điểm Bất Dịch đáp lại những lời này bằng cách xông lên đánh phủ đầu. Tuy nhiên, thực lực của Quỷ Vương lại quá mạnh mẽ, ngăn cản và đẩy lùi Điểm Bất Dịch. Thủ tọa của ngọn núi khác nhanh chóng lao tới tấn công hội đồng Quỷ Vương, nhưng ông ta dễ dàng lấy một địch hai. Tới đây thì thế trận đã hoàn toàn nghiêng về phía ma giáo, tưởng là thành Vân Môn xong đời rồi. Nhưng đúng lúc này, một luồng sáng bất ngờ xuất hiện, thì ra là cổ kiếm Chu Tiên xuất thế. Người điều khiển Chu Tiên kiếm là Đạo Huyền Chân Nhân. Rất nhanh, một đồ án cũng xuất hiện trên bầu trời. Chứng kiến cảnh tượng này, đám người Thương Tùng lẫn Quỷ Vương đều vô cùng bất ngờ, khuôn mặt có chút lo lắng. Đúng lúc đang căng thẳng thì hết phim, mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!